Có những cặp mí mới cắt lần đầu nhưng không hề dễ. Mí mới can thiệp lần đầu nhưng phức tạp hơn cả mí sửa. Ok, chúng ta xem đôi mắt này của bạn ấy có gì mà bác sĩ lại nói là phức tạp. Đó, chúng ta thấy tổng thể hai bên này, cung lông mày thấp này, bên này thấp hơn này. Và có những lúc mệt mỏi thì trạng thái là nó sẽ lõm ở đây. Thì mí bên này hơi to hơn bên này sụp nhiều hơn. Bác sĩ cũng cân nhắc rất nhiều, chia sẻ với bạn ấy. Thế thôi thì mình sẽ cải thiện ở cái mức độ vừa phải, điều chỉnh lượng da dư ở bên này nữa. Và mình sẽ bù thêm mỡ vào những cái phần này để cho nó hài hòa hơn em nhé. Yêu tình thương gửi trao đến em càng thêm vô vàng, đôi mắt em như ngọc ngà, làm lòng anh say mê như là ánh bình minh sáng soi chiếu nơi lẻ loi đắm say. Anh nhìn không gian vẫn em vẫn xinh tươi, thế giới đẹp hơn khi thấy em cười. Đôi bàn tay nhỏ xinh như hoa, khẽ chạm thôi an yên đến đâu.